What's up bro, và chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình. Ok, thì thông báo với anh em là FIFA Mobile Hàn Quốc sẽ bảo trì ngày 24 tháng 3 từ lúc 6 giờ cho tới 10 giờ trưa anh em nhé. Không còn là 9 giờ nữa mà 10 giờ trưa. Từ 6 giờ sáng tới 10 giờ trưa. Nội dung bảo trì á thì mình sẽ nói tiếp theo. Thì ra sự kiện Hero sẽ được cập nhật thêm cái sự kiện mới, đó là sự kiện sổ số anh em ạ, sẽ được trở lại. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái sự kiện Hero trước anh em nhé. Thì ở cái sự kiện Hero này sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 3 là ngày mai cho tới ngày 12 tháng 5 vào lúc 10 giờ là sẽ đóng lại sự kiện anh em nhé. Đó, thì diễn ra một tháng mấy, gần 2 tháng anh em ạ, gần 2 tháng luôn ấy. Overall là 115 là cao nhất anh em nhé. Đây, thì ở dưới đây thì nó có những chap. Thì ngày mai mình sẽ đi vào video hướng dẫn anh em cách chơi sự kiện và cách nhận cầu thủ nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi sơ qua thôi. Cái này là chap thứ hai. Thì có những cầu thủ mới ra mà trong FIFA Online 3 thì tới thời điểm này FIFA Mobile mới có. Mà cái mùa đó là hầu đó là mình chơi như đây Mario Gomez nè, mùa U10 của FIFA Online 3 mình đá cầu thủ này khá là hay luôn anh em ạ. Chạy chỗ khôn, đánh đầu cũng hay nữa. Euro 115 không biết FIFA Mobile như thế nào, và mình đợi cái bản big update vào tháng 4 luôn. Đó là big update có thêm solo nữa, thì mình sẽ tạo giải cho anh em để anh em thi đấu nhé. Và cái mùa Legacy này 22 thì ở dưới đây có De Gea nữa anh em nhé. De Gea Euro 113, Toni Kroos 113 luôn, McRoy, rồi ai nữa ta, Koke ha, Koke thì 113 anh em ạ. Và cái con hàng ở dưới đây á, thì có gì anh em vào cái đường link group nhá, mình sẽ dịch ra cho anh em. Đó, thì ở đây là sự kiện Hero và Legacy 22. Rồi thì bây giờ mình đến với cái phần tiếp theo nhé. Ở đây có Ole Gunnar Solskjaer nữa. Miloto Euro 115 cầm cúp anh em ạ. Đó. Rồi thì còn có hàng nào anh em biết anh em comment ở bên dưới nhé. Ok. Team Cahill nữa nè. Đây. Thủ môn 1m68. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua cái phần sự kiện sổ số anh em nhé. Thì tiếng Anh mình không giỏi lắm, mình không đọc cầu thủ không được biết nhiều quá, cho nên nếu có gì anh em bỏ qua anh em nhé. Rồi thì đến với cái phần này. Ok, thì cái sự kiện xuân này thì cái lịch này nó sẽ ra, và ngày mai thì mình sẽ hướng dẫn cái sự kiện này sau cho anh em luôn nhé. Thì xíu nữa mình đọc qua lại thôi, tại vì mình chưa có tìm hiểu nhiều về cái sự kiện này á. Đó, cho nên là mình để mình xíu mình đọc lại, và ngày mai mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái video riêng. Rồi thì bây giờ mình sẽ đến với cái sự kiện sổ số được trở lại nè. Thì từ ngày 24 tháng 3 cho tới ngày 6 tháng 4 thì cái sự kiện này anh em chơi thì anh em biết rồi, sự kiện này là dành cho anh em chuyển TB. Đó, may mắn thì anh em chuyển TB. Nếu mà anh em, đây mình sẽ dịch ra tiếng Hàn cho anh em dễ. Nếu mà anh em ra đây nè, đó, nó có bốn cái dòng đúng không? Token đồng, token bạc và token vàng, token kim cương. Thì cái kim cương là cái này nè anh em nè. Đó, anh em thấy không nhỉ? Ok. Đó, cái kim cương nè, nếu mà anh em ra S á với token vàng ra A và token bạc ra A, token đồng ra S thì anh em sẽ nhận được 1.5 TB. Đó, 1.5 TB quá là ngon luôn. Còn nếu mà ra S hết á thì anh em sẽ nhận được cái móc cao nhất nè. Đó, thì cái móc này anh em sẽ chuyển được cho người khác luôn nhé,
150 triệu TB. Mà nếu anh em ra BBCC là 150 triệu. Ôi cũng khá ngon đấy. Còn ở dưới đây thì nếu anh em ra B thì anh em sẽ nhận được nếu anh em ra B ở mốc token kim cương này thì anh em sẽ nhận 35 triệu TB, là một chữ số thôi anh em nhé, một chữ thôi anh em nhé, một chữ cái thôi đấy. Rồi còn anh em nếu ra B ở token vàng thì anh em sẽ nhận được 15 triệu TB đó. Còn nếu mà ra S thì UR 113 tới 116 ở token vàng. Còn nếu mà ra S ở token kim cương thì anh em sẽ nhận được UR 114 tới 116, là cầu thủ 22 TOTY á anh em ạ. Rồi thì ngày mai mình sẽ ra video chi tiết từng phần cho anh em, cho anh em để anh em chơi nhá. Ok, anh em nào nạp FV thì anh em inbox cái Zalo mình để ở bên dưới. Thì mình đang test cái phần mà nạp mà cái giá rẻ cho anh em á. Nếu ok rồi thì mình sẽ nhận và mình nạp cho anh em. Anh em thấy hay thì cho mình một like và subscribe kênh YouTube nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Peace.